quá các cái thái tử. Và trong những cái năm mà chúng ta cần lưu ý, ví dụ như từ những năm cuối những năm 1950, những năm 1960 thì chiếc đàn guitar đã được nhiều nhạc sĩ soạn lời, soạn những cái bản nhạc để độc tấu, ví dụ như là bản giọng cổ nhịp 32, như là nhạc sĩ Nhân Dĩ, nhạc sĩ Nhâm Cơ. Chúng ta có thể nói rằng cái đàn guitar từ đó đi gắn liền với những cái sinh hoạt âm nhạc dân tộc ở khu vực phía Nam. Và hiện nay ở trong các cái trường văn hóa nghệ thuật, cái đàn guitar cũng được đưa vào để giảng dạy, xem như là đó là một cái bộ môn chuyên môn để đào tạo ra những cái nhạc sĩ biểu diễn phục vụ cho các cái phong trào đàn ca tài tử, đặc biệt là các cái sân khấu cải lương. Đến những năm 2000 thì những cuộc liên quan đàn ca tài tử lớn có cấp tính cấp quốc gia hoặc là khu vực, như là những cái liên quan đàn ca tài tử của đài truyền hình Việt Nam, hay là những liên quan đàn ca tài tử do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức, thì chiếc đàn guitar cũng được xem là một nhạc khí của dân tộc, một nhạc khí đã được xem như là được đứng trong hàng ngũ của các cái nhạc khí dân tộc của Việt Nam, và được đưa vô dàn nhạc trong các cái tiết mục biểu diễn. Đặc biệt là có nhiều nhạc sĩ đập tấu trong các liên quan này đã đạt những cái giải cao. Chúng ta cũng có thể thưởng thức sau đây một bài ca của nghệ sĩ Lê Tư, ca một cái bài ca tài tử có trong các cuộc liên quan đến ca tài tử mà chúng ta đã từng xem. Oh.